Như cái câu này thôi mà cũng có người trả lời sai nữa, trời trời. Vậy mà có ông đè cho trả lời nó bán số 1, tôi buồn dễ sợ buồn luôn cả bốn hướng, trời ơi mấy ông. Chứ nói sao đó. Mà nhìn mọi người nhìn giùm thầy coi. Ở trước mặt mình là biển báo gì ạ? À? Là biển báo có dấu trừ là gì ạ? À? Là biển báo cấm đi ngược chiều đúng không? Là cấm đi ngược chiều. Thì làm sao được vào cái hướng số 4 phải không cả nhà? Vậy thì sao ạ? À? Vậy thì cái đáp án đúng của ta là gì ạ? À? Chỉ có hướng 1 và gì ạ? À? Và hướng 2 và hướng 3 thôi. Tại vì đề hỏi là những hướng nào xe tải được phép đi mà. Vậy là gì ạ? À? Trừ hướng 4 nha, được không? Trừ hướng 4 là không được đi thôi, đang cấm đi ngược chiều mà. Lụm, đây số 3 nha mấy ông. À, những câu gì mà sai em tôi buồn quá mọi người thiệt luôn. Lỡ tới giờ không biết biển nào mà biển báo cấm ngược chiều sao mấy ông? Trời đất ơi. Họ bỏ đi câu tiếp theo. Trời ơi. Rồi, những hướng nào ô tô tải được phép đi? Đây nè, mình là xe tải đúng không? Rồi cái biển báo gần mình nhất là biển báo gì ạ? À? Cấm để trái đúng chưa? Rồi trước mặt mình là biển báo gì đây ạ? À? Là đang biển báo cấm máy kéo, ok chưa? Cấm xe đầu kéo được không à? Rồi cả nhà cho thầy bán đi, những hướng nào là xe tải này nè được phép đi cho thầy bán nha. Bình luận và đáp án đi, thầy sẽ trả lời cho mọi người vào cái video tiếp theo. Nhớ lần này đừng làm sai mấy ông. Làm sai hoài quá thầy buồn lắm mọi người, được không? Trời ơi, đáp án số mấy? Nhanh lên giùm thầy nha, được chưa? Bye bye mọi người. Thì một phát đậu luôn nha mọi người ơi. Trả lời đi, còn nhìn hoài cái gì mà cười hoài không, trả lời giùm thầy đi, được chưa? Bye bye nha.